Người ta vứt đi nguồn sống của gia đình của chị. Đây là một trong những phần rất nhỏ mà những người sinh sống cặp bên cái thùng rác này, môi những cái phần người ta bỏ đi để làm cái nguồn sống cho gia đình của mình. Người ta chai sạm như thế này, chị mong rằng con của mình nó sẽ giúp mình đổi đời. Nuôi con ăn học có bao giờ nghĩ mong rằng con mình sẽ quay lại báo đáp mình không chịu hơn? Không, em nghĩ sao tương lai nó tốt là được rồi. Rồi cái ta giọng lại, ta kêu nghỉ đi. Đừng lụm nữa, này dơ dữ lắm. Có bao giờ các bạn tự nghĩ những thứ mình từng vứt đi lại là nguồn sống của người khác? Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là nơi tập kết của một cái bãi rác. Và anh vợ chồng của anh chị này hàng ngày vẫn miệt mài với những cái thứ người ta bỏ đi để nuôi sống cho bản thân của gia đình của mình, và đồng thời nuôi các con ăn học nên người. Và để hiểu rõ thêm về cuộc sống của những gia đình sống với cái nghề nhặt phế liệu như thế này, mời cô bác quý anh chị cùng gặp vợ chồng này ha. Chị ơi, em chào chị ha. Chị tên gì? Em tên Hoa. Chị Hoa hả? Dạ. Chị Hoa năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 43 tuổi. 43 tuổi rồi. Ồ, 44 rồi, 45 rồi. Tại sinh năm 80. À, anh đằng sau là chồng của chị hả? Dạ, chồng. Ừ. Hai anh chồng với chị rồi. là nhặt này lâu chưa? Dạ, cũng năm mấy à. Ừ. Anh với chị có mấy người con? Dạ, hai. Hai người con. Dạ. Con lớn là bao nhiêu tuổi rồi? Con lớn là 18 tuổi. Đứa nhỏ thì mới có ba mấy tháng. Dạ hả? Dở kế hoạch. À. 18 tuổi là học hết lớp 12 hả? Dạ, năm nay nó thi. Năm nay thi hả? Dạ. Thi xong chưa chị? Thi gần xong rồi. Ừ. Thi vô ngành gì? Tính thi vô ngành điện tử. Ừ. Anh với chị nhặt phế liệu là thu nhập ngày được là bao nhiêu tiền? Dạ, nhiều khi 100, 120. Ừ. Mình không có làm nghề gì được khác sao mà phải nhặt phế liệu? Không, giờ khó kiếm chuyện làm lắm anh. Giờ người ta thất nghiệp nhiều lắm. À, trước đây chị làm cái công việc gì? Trước thì em làm việc quét rác. Quét rác công viên rồi hết hợp đồng người ta cắt. Rồi mới thất nghiệp thấy gì thôi đi lụm. Là làm lụm từ mấy giờ đến mấy giờ chị? Không vô chừng nữa anh, nhiều khi em lụm sáng đêm nữa, thấy có đồ ham thì lụm sáng đêm. Rồi xong sáng thì ngủ được chút xíu thì cỡ 10 giờ mấy lụm tới trưa gì đó. Mấy 2-3 giờ về. Chị nói chị tên gì? Em tên Hoa. Chị Hoa, còn anh tên gì? Anh tên Vũ. Anh Vũ. Đứa bé lớn thì được 18 tuổi rồi. Dạ. À, chị cứ vừa làm vừa nhặt đi, để đâu trễ thời gian. Dạ. Mình nói chuyện luôn. Rồi là mình làm khắp thành phố này luôn hả chị? Dạ. Giờ tính lại bé là... con mình nó học lớp 12 mà nó gặp ba mẹ phải đi nhặt phế liệu gì nó mắc cỡ không? Dạ không. Em thấy nó bình thường à. Vậy hả? Dạ. Bé nhỏ là bé trai luôn hay gì chị? Dạ, bé nhỏ nó trai luôn. Dạ hả? Rồi anh làm cái công việc gì chị? Dạ, anh làm thêm, tối anh làm bảo vệ nữa, rồi anh đi lụm thêm. Bảo vệ tháng 3 triệu mấy, ban ngày là đi lượm thêm. Dạ. Trước đây cũng quét rác nhưng mà thất nghiệp hả chị Hoa? Dạ. Nhà cửa mình gần đây không chị? Dạ, nhà cửa em cầu cái ca mới đi vô nữa anh. Khu dân cư. Như giấy đó là bán được bao nhiêu một ký chị Hoa? Dạ, 2.000 ký. 2.000 hả? Mình không có xe đẩy sao mà có chiếc xe gắn máy đằng sau kìa. Dạ không, có chiếc xe đó. Xe gắn máy là người ta cho mình hay sao? Dạ cho. Cho hả? Dạ. Ngàn trăm mấy chục ngàn cho hai vợ chồng luôn hả chị? Dạ. Rồi đủ tiền cho con mình đi học không? Thì cũng phải có ghém anh. Nhiều khi người ta kêu làm gì thêm, dọn dẹp gì thêm, em làm dọn dẹp thêm. Dọn dẹp nhà cửa. Mà chị không có mang bao tay gì sao chị? Làm bao tay làm chậm chạp lắm anh ơi. Vậy hả? Nó khó làm lắm. Mà nhiều người cũng nói với em sao không lên bao tay, nó khó làm lắm. Trời ơi, từng miếng giấy nhỏ luôn kìa. Dạ. Môi hết thùng rác này tới thùng rác khác hả chị? Dạ. Cái bé nhỏ là mới có mấy tháng thôi? Dạ, 31 tháng. Rồi gửi cho ai? Dạ, nội nó giữ giùm. Để em đi lụm á. Ừ. Nhà mình nhà gì hả chị Hoa? Dạ, nhà cũng tôn bình thường. Hai vách này, hai vách của người ta.
Chỉ có lập tên mà. Chỉ có lập cái máy ở trên thôi hả? Dạ. Trời ơi. Tại mình có nhờ hái dách của người ta. Cái đó như là cũng như nhà người ta cũng thương, người ta cho miếng đất vậy. Khổ dữ vậy trời. Trời giờ nhiều người nói chứ nhiều người còn khổ hơn dữ hơn em ơi. Thấy gì chứ. Sao chị không đi bán vé số mà nhặt cái này em thấy cực quá vậy? Thấy vé số bây giờ người ta không có cho bà trả lời. Thứ nhất, ta đâu có cho anh trả, trời mưa trời gió là người ta không cho trả. Hồi nhầm người ta có cái chị nào chỉ ôm gần 1 triệu rồi chỉ khóc chứ lên đài truyền hình đó. Ừ. Rồi người ta nói là bên sổ số ta nói để xem xét lại, nó cuối cùng đâu xem xét đâu. Ừ. Rồi đâu có cho trả nên em sợ cái vụ đó nên em không dám mang. Tôi dặn cho ông. Trong khi chị Hoa lựa thì anh Vũ lại phơi những cái này nè. Đó, vui. Cái này là phải phơi hả anh Vũ? Phải phơi lại, phơi ướt là nó đậu mùa. Thì hả? Dạ. Anh Vũ là năm nay nhiêu rồi? Năm nay cũng 45 tuổi rồi, 44 rồi. Dạ hả? Dạ. Phơi ra rồi mới lượm lại hả? Dạ. Trời ơi. Trời ơi, cực lắm rồi. Kiếm ký, cả ký luôn, có 1.000 mấy bạc rồi vậy á. Có 1.000 mấy hả? Dạ. 1.500 ký. Ừ. Thôi khô. Anh với chị lượm vậy mà cho các bé đi học hay dữ ha anh Vũ ha? Dạ. Nói chung cũng bên nhỏ em nó cũng phụ cho thêm phần ăn vậy đó, rồi tiền trường thì đóng cho phần rồi thôi chứ nó cũng có gia đình rồi làm sao nó đâu có lo cho mình nữa đâu. Ừ. Thì cháu thì cũng như nó cho lặt vặt vậy thôi, cặp sách vậy thôi chứ nó đâu có lo ấy đâu. Ừ. Giờ có còn thằng nhỏ thôi, thằng lớn thì cũng đỡ rồi. Ừ. Trời ơi chị, ta đổ gác vô rồi vậy đó hả? Đó, đổ vậy rồi đem đưa ra. Trời ơi. Ai chỉnh cái banh chành sao? Có khi nào gặp những cái đồ không cần thiết ở trong đó không? Có, đi gặp hoài gì. Nguy hiểm. À, nhất là miễn thôi. Đủ thứ chứ. Nó lạ. Ừ. Cái người này thấy cực quá ha. Nói chung mình cũng phải đi làm chứ. Giờ mình ở nhà. Không có anh tối làm bảo vệ thêm nữa. Tối thì anh ngồng có vậy. Có vậy có 2.6 triệu, 2.6 triệu, cho thêm 200 là 2.8 triệu, chủ cho thêm tháng. Dạ. Trời ơi. Sáng giờ anh về là đi làm luôn á, đi lụm luôn tới giờ này không hiểu nơi rồi. Lụm xuyên suốt luôn, mưa là sao? Mưa thì giờ phơi vậy đó. Dạ. Ờ. Đây nè, để coi báo của chị thấy không? À, cũng phải chịu ha anh Vũ ha. Đó, phải chịu ha. Trời ơi, em thấy mưa hai chồng chục lọt rồi cũng đứng lửa bình thường. Hả? Mưa cũng hai chồng cũng đứng lửa hả? À. Mưa cũng lửa luôn. Ờ, đứng lửa. Tại vì có đồ mình lửa chứ giờ nếu mà đi về thì cũng là bỏ rồi, như đi chẳng sẵn đi luôn chứ không lẽ ướt rồi bỏ chạy về. Sao mình không cho con mình nghỉ học để mà phụ mình mà phải cho nó đi học? Tại vì em nói với anh nghe bây giờ mình khổ vậy rồi, nó học cũng học, nó học tới lớp này có mình lo cũng thằng lớn rồi, bây giờ có tại dính thằng nhỏ thôi cũng kệ, lo cho thằng lớn, tập trung cho thằng lớn đi. Rồi tới đâu hay đó vợ chồng cũng nhịn ăn nhịn uống kệ bà, nó tới đâu hay tới đó chủ yếu nó thôi chứ mình thì cũng như bỏ rồi. Rồi thì thấy vậy. Trời ơi, có nghĩa là anh phải thay đổi cái tương lai của con mình đúng không? À. Phải làm rồi lo cho nó thôi, chủ yếu nó thôi, chứ giờ mình thì mình giờ cũng lớn rồi, đâu có còn ấy nữa đâu. Ừ. Anh có ước muốn gì không anh Vũ? Dạ. Anh có ước muốn gì không? Muốn thì giờ vợ chồng bây giờ có số vốn mà làm gì cái nghề gì khác, chứ giờ cái nghề này nói chung làm ai cũng nấu hết trơn, nó hôi rồi chứ làm. Ừ. Anh đi giấc tối ai cũng nói hoài gì, đi giấc tối nhiều khi chạy lại cái người ta cho tiền kêu về đi, trời ơi đừng lụm nữa. Tối lụ cô hai chồng lụm chạy lại kêu hoài. Mà ta đợi anh về đi rồi ta mới chịu. Đứng đó không mình đứng lựa nó hôi cô ấy nó không chịu, đi về. Nói chung cũng có nhiều người ta tốt lắm, xấu nhiều khi ta đi ta thấy mình lựa rồi cái ta giọng lại ta kêu nghỉ đi. Đừng lụm nữa này dơ dữ lắm. Ờ. Nói giờ cũng ai đâu muốn vậy. Em nhưng nói mà em. Khi mà mình lo không được cho vợ mình dắt vợ mình đi nhặt ve chai, có bao giờ anh thấy anh tuổi không anh Vũ? Tuổi chứ, ai không tuổi chứ, không lẽ giờ anh nghĩ rồi, giờ vợ anh vậy rồi không lẽ để anh tháo khẩu trang ra được không? Nó ở đây nó hôi không? Hôi. Ừ. Bình thường là vậy đó, giờ vợ chồng phải đi làm chứ, hồi đó thì nói chung em đi làm mà rồi vợ thì nó đi quét, mà có một cái quét rồi cái nó bè phái nhau rồi cái nghỉ.
nó nặng nhẹ đủ thứ chuyện hết trơn, rồi cái nó thôi nghỉ. Chứ giờ cái nghề đó cũng tháng nó có mấy triệu bạc à, nặng nhẹ, rồi làm cái nghề làm đêm nữa, làm đêm mà từ tối tới sáng làm biết không ăn uống gì trơn. Mỗi tháng vậy vợ chồng anh lượm tích lũy thì được khoảng bao nhiêu tiền? Nếu mà lượm rồi trơn có một tháng nha bán rồi cũng cỡ chừng cũng cỡ 2 triệu mấy 3 triệu mà xuyên lượm đó nha. Ờ rồi đó, có anh nói là có một cái số vốn thì anh sẽ đổi nghề, kiếm cái chuyện gì kiếm gì làm, kiếm xe rồi chở đi kiếm mua đồ cho cây đồ gãy rồi cho nó ngồi bán, chứ giờ chứ không lẽ giờ đi lượm cúng đầu về hoài cũng kỳ chứ nó trời cũng đi lượm bao nhiêu năm rồi. Lượm này cũng mấy năm rồi, cũng lâu lắm à. Tối là lượm xuyên đêm luôn hả? Tối thì vợ anh nó đi lượm, còn anh đi làm rồi chiều là 6 giờ anh vô ca anh làm rồi. Thì không có ngủ luôn á, chứ tối trực sáng đêm rồi, sáng anh về anh đi làm này rồi. Ừ. Rồi chị ban đêm về chị có thỏ thẻ rồi ngủ không được rồi phải nhặt gì, chị có buồn tuổi không? Có chứ, hai chồng nó hoài rồi, nó giờ cũng phải gán lo cho con, chứ giờ cái thân mình cái bỏ rồi chứ ai đâu muốn. Hỏi anh chứ sáng người ta ăn sáng một phe nhòi nhịp chân, còn mình thằng sáng phải đuổi đầu vô cái đồng gác. Nói chứ cũng tuổi xong tuổi cũng buồn chứ, mà thôi kệ, giờ cũng phải giờ vậy rồi sao giờ. Đâu phải riêng mình cũng rất nhiều người khổ, chứ phải riêng mình đâu. Cũng làm vậy rồi. Trước đi xe đạp, không có xe đâu đi. Rồi của cái bà đó đó cũng thấy đó, bà cho chiếc xe đó. Xe nó hư banh chành nó đầu về tấp vô cho lại đó. Vậy hả? Ờ quá chiến rồi ông kia cho chiếc Attila. Đem về cái nó hao xăng nó hư quá rồi thôi rồi bỏ không có bán mấy trăm ngàn đó không cho rồi sửa chuyển nổi rồi bà này có cho chiếc xe bà nó của con bà đi học rồi bỏ không có xài bà cho. Nghe chị nói là nhà mình là chỉ có nóc còn hai vách là rồi, hai cái vách bên đây cái vách nhà bên đây cái nhà thì của nhà nước rồi đó, nó dễ tỏ đó rồi ở rồi làm cái nóc lên trên, cái vách bên đây của người ta, cái vách bên đây của người ta mình ở chính giữa rồi cắt cũng như là cái mí vậy nè. Hai vách của người ta cũng như làm cái vách đựng làm cái phòng đó rồi cái vách chính giữa vậy thôi đó. Ban đêm gì ngoài cái việc là thức khuya nè thì mình có nguy hiểm về những cái vấn đề khác không? Rồi tầm lum vợ em đi lụm rồi tá lả hết trơn rồi, đôi khi những cái chuyện ấy rồi không xong thì nó bỏ nó đi ta chứ phần vậy nè, đôi khi á một con sâu làm sầu nồi canh, những cái thằng mà đi nó làm cái chuyện tầm bậy tầm bạ cái tới mình cái người ta nghĩ mình này kia nọ đủ chuyện trơn à. Và thậm chí là em thấy là anh đi làm bảo vệ còn chị thì phải đi nhặt một mình thì sao? Bán lại mua chỉ thì 1.500 chứ nhiêu. Bán là bán cái gì anh? Giấy. Chị mua giấy hả? À, thì mua cái người ta bán mình mua lại, mua kiếm thêm. À người ta bán giấy mình mua hả? Ừ mình mua. À. Trời ơi trời. Thấy thằng phải anh gầy gột ghê luôn. Có ăn uống rồi thức sáng đêm luôn đó. Chiều 6 giờ vô ca. Rồi sáng 6 giờ ra cái đồ cái gì cái rồi đó cho hai chồng đi đường như là nhóc đi học cái là rồi. Là đi lượm luôn tới giờ. Con mình nó biết mình đi lượm mà đúng không? Biết. Thì nó có nói gì không? Không, nó nhiều khi nó cũng không có nói gì, nó cũng nó thương cha mẹ nó ghé nó học kia thôi. Chứ nó không có gì, nó ai nói con, cha mẹ con thương chứ còn ai nói. Rồi thời gian tới là nếu như mà bé đậu vô đại học thì anh sẽ xử lý như thế nào? Thế ở bên của giáo sứ á. À, tài trợ cho thằng con của bà chị cũng bà chị nuôi á. Như hai thằng nó đi học rồi bà đó ra Quỳnh Pháp á, lúc đó bà về cũng như bà nhận thằng này làm con nuôi, như học xong rồi nữa bà như bà mà nói vậy thôi chứ mình cũng chưa biết nữa, không biết sao nữa mình nói. Trước mắt thì giờ cho nó học đi rồi tới đâu hay đó, thì nó ham học bây giờ không lẽ bắt nó nghỉ cũng tội nghiệp nó. Lỡ lên thành đại học thì người ta chỉ là hứa thôi. Ờ, ta hứa có lo được thì anh sẽ xử lý như thế nào? Nhưng mà mình ta nói được câu đó mình cũng vui thôi, kệ đi, nó cũng có phấn đấu rồi, để cho nó phấn đấu nó học. Nó về nó khoe thôi, nó đi nó về nó khoe thôi chứ cũng chưa có biết mặt bà đó nữa. Anh Vũ ngày xưa là học hết lớp mấy nghỉ? Anh đó học lớp 10. Rồi nghỉ rồi. Có bao giờ anh kêu con mình nghỉ không anh Vũ? Không. Tại mình học không được không ấy rồi, giờ mình làm cái đó nó đang ham học mà làm cái đó tắt nghẽn cái con đường của nó rồi đâu được, kệ nó học, nó ham học tới đâu tới đó. Nó thà là con nhịn ăn con đi học chứ nghỉ con không nghỉ.
Rồi lúc trước là bé nó đi học là ngày nhiêu tiền, anh cho nó nhiêu tiền? Nó đi học là ngày chỉ có 5.000, 10.000, mẹ nó cho 10.000 vậy đó, 5.000, 10.000 vậy đó, rồi có khi cho nó không lấy, nó không lấy. Nó biết không có tiền đó, nó không lấy. Anh thì một ngày ăn uống mà đi với chị á, thì ăn uống thì sao? Ngày tiêu hết nhiêu tiền? Ngày trung bình tại vì dính nhúc đồ ăn thì mua ở dưới kia, mua đồ ăn thêm, xin cơm từ thiện đó. Ở dưới bán 5.000 phần, ngay chỗ nhà thờ dưới là một người được 2 phần. Thì có khi xiên thì chạy dưới mua, còn không xiên thì mình về chiều nấu nồi cơm vậy đó, quẹt quẹt ăn đại thiếu và càng. Rồi tối thì chiều khi em vô công ty em ăn, ở nhà vợ em thì nó ăn vậy đó, trời ơi cái nồi cá nó thiệt, cái kho riết rồi nó kho hoài, hâm tới hâm lui ăn hoài, có nhiêu nó làm hoài thôi. Kho hoài luôn hả? Ăn tới ăn lui hoài, khi mệt quá không ăn nổi, mệt quá nó không có gớ. Hôm nào anh cho em lại nhà anh được không? Được, đâu có gì. Thấy cực khổ quá ha. Đây cũng nói chung là cũng nhiều người khổ chứ không phải riêng mình. Nhưng mà chẳng cũng phải riêng mình. Thôi anh làm công việc anh đi, em tâm sự với chị tí xíu, nó để thôi giấy nó bay hết, để tôi nói với chị. Đó, thấy không? Và bây giờ thì hữu duyên với ai ở đây có ông chú này nữa nè. Khổ quá cậu ơi, cái liệu dạ giúp mình khổ quá, khổ rồi thì sao cái liệu nó khổ quá, sao ông nói sao dạ, khổ quá nhà tôi giúp chị đừng cái liệu mà kiếm tiền khổ quá. Nhà ông ở đâu? Dạ nhà với xã Đăng Đức nè cậu. Ông ở với ai? Dạ ở nhờ người ta cậu ơi, ăn khổ lắm, có mình một mà bị lên bị xuống nữa. Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 66 tuổi rồi cậu. Trời ơi, dạ chút xíu con gặp ông ha. Ở nhà ông ở đâu ông? Dạ nhà ở Thành Đức á, ở dạ. Chỗ sát cái chỗ khu Minh Linh á. Này con gửi cho ông 200.000 để ông mua cơm ông ăn nha. Dạ cảm ơn cậu nhiều. Dạ thôi ông đi đi. Dạ hôm nào có duyên con sẽ gặp ông. Dạ cảm ơn cậu, cảm ơn nhiều lắm cậu. Dạ. Cậu ha, đi lượm cái liệu mỗi ngày đó. Thấy đằng xa thấy anh Vũ lựa nhặt cô bác của chị. Bùi Hồ sẽ quay lại hoàn cảnh gia đình của anh. Vì cuộc sống có cực khổ thì anh Vũ vợ và vợ của mình vẫn hàng ngày miệt mài lườm để nuôi các con ăn học thành tài. Hôm nay thì gặp đến đâu thì gieo duyên đến đó ha cô bác anh chị. Cô này bán vé số. Ở đây cái sọt rác nó hơi bị, cái thùng rác hơi bị hôi á, nên chắc có lẽ là Bùi Hồ phải mang khẩu trang lại, tại mình không quen cái mùi nó bị nồng lắm. Chị Hoa thì sáng giờ ăn gì chưa? Dạ chưa. Chưa ăn luôn hả? Dạ. Một giờ lụm từ sáng giờ tới giờ luôn đâu. Ăn trễ lắm, nhiều khi 4 giờ chiều mới ăn. Dạ hả? Trời ơi 4 giờ mới ăn. Ngày ăn bữa một hay gì chị? Nhầm bữa. Tại lụm mình về trễ thì mình ăn trễ. Thứ người ta vứt đi thì gia đình của chị Hoa là nguồn sống của gia đình của chị. Đây là một trong những phần rất nhỏ mà những người sinh sống cặp bên cái thùng rác này môi những cái phần người ta bỏ đi để làm cái nguồn sống cho gia đình của mình. Ngày hôm nay tình cờ hữu duyên gặp được gia đình của chị Hoa và anh Vũ. Không biết nói như thế nào nhưng mà mình khâm phục là anh, gia đình của anh chị dù có cảnh nghèo như thế nào vẫn cho con đến trường, đến lớp đầy đủ. Và con của chị thời gian sắp tới sẽ bước vào con đường đại học. Đó là cánh cửa lớn ra để cứu vớt cha mẹ của mình lên khỏi những cái bãi rác như thế này. Khi mà Bùi Hồ chia sẻ như vậy thì chị Hoa đã khóc rồi. Khóc cho số phận bọt bèo, khóc cho mọi người qua lại khi thấy cảnh sống với chị, sống với cảnh gùi mũi như thế này. Khi mà anh đi làm á thì chị ban đêm ban hôm thức trắng đêm để moi những cái thùng rác này lên làm nguồn sống cho gia đình của mình, để cho con mình được đến trường giống như bạn bè. Nói đến đây thì Bùi Hồ cũng xúc động, cũng rớt nước mắt không riêng gì chị Hoa. Sao chị khóc vậy Hoa? Với bàn tay chai sạm như thế này, chị mong rằng con của mình nó sẽ giúp mình đổi đời. Nuôi con ăn học có bao giờ nghĩ mong rằng con mình sẽ quay lại báo đáp mình không chịu hả? Không, tôi nghĩ sao tương lai nó tốt là được. Sao chị lại khóc? Em cũng không biết, chắc chạm vào cái nỗi đó, con người của mình.
vừa nóng, cái mùi gác nó bốc lên nồng nặc. Những thứ người ta bỏ đi không chỉ là những thứ mà bán được, mưu sinh được, mà còn những cái vật dụng nó không cần thiết, như là miễn nè, kim tiêm nè, và còn những thứ khác nữa. Những thứ bỏ đi thì dục ở tại chỗ này. Thì chị Hoa cùng chồng mình lầm lũi, thui thủi, thậm chí là trong đêm thì có những cái kẻ xấu, là chị là thân phận là phụ nữ nữa, biết bao nhiêu gình gặp. Nhưng những 2 năm qua vì thất nghiệp, không có việc làm, chị Hoa cùng với chồng mình chấp nhận lũi vào những cái thùng rác này để sống. Thời tiết cực kỳ nóng bức, cô bác của anh chị, cô bác của anh chị biết không, là khi Bùi Hồ quay thước phim á, cái nhiệt độ ngoài trời nó nóng á, nó tắt cái máy nó khởi động lại luôn, nó không cho quay nữa. Cái thứ hai là mùi oi bức nè, gặp cái cảnh chị khóc mình cũng không kìm lòng được nữa. Ngày nay thì đến đây em rất ngưỡng mộ về cái cuộc sống của gia đình của anh chị, mặc dù nghèo khó nhưng mà vẫn có nhau nuôi cho các con mình nó ăn học để thành tài. Thôi em không biết nói gì hơn, thay mặt cho cô Mi ở Mỹ á, gửi cho gia đình cô Mi ở Mỹ, gửi cho gia đình mình trước tiên là 1 triệu đồng để mình mua đồ ăn gì cho nó ngon ngon. Chứ anh Vũ anh nói mà thương quá à, kho hẹt là kho tới kho lui kho không biết bao nhiêu. Này gửi cho anh hay chị? Đây. Nói cho mình cảm ơn cô Mi chứ hả? Dạ, cô Mi ở Mỹ. Dạ. Là cảm ơn rất nhiều. Dạ. Thôi anh với chị cố gắng giữ gìn sức khỏe, và Bùi Hồ nhất định là sẽ quay lại thăm hoàn cảnh gia đình của anh. Cũng hữu duyên gặp với ai thì sẽ hỗ trợ người đó. Bây giờ tình cờ cũng gặp thôi chứ không biết nói làm sao. Thôi thì một lần nữa Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô Mi ở Mỹ cũng như là tất cả quý mạnh thường quân đã đồng hành với Bùi Hồ cũng như là ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị ở video lớp sau. Và ngay tại nhà của gia đình của anh Vũ và chị Hoa, năm nay gần 50 tuổi, hàng ngày vẫn bới gác kiếm tiền để nuôi con ăn học. Xin chào và hẹn gặp lại.